Hàng xóm nói về nữ nghi phạm đầu độc người thân bằng cyanua ở Đồng Nai vẫn đi ăn nhậu bình thường. Vụ cô gái bị bán ở Hà Nội, nghi phạm thứ hai ra đầu thú. Điều tra vụ phát hiện nhân viên cây xăng tử vong trong bồn nước sau 3 ngày mất tích. Xin làm nhân viên quán karaoke, bé gái sinh năm 2011 bị bán qua nhiều người. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, chiều ngày 5 tháng 7, người dân sống ở gần giáo xứ Bắc Minh, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai không khỏi rùng mình khi sâu chuỗi lại việc 5 thành viên trong một gia đình ở địa phương này lần lượt qua đời chỉ trong một năm do nghi bị đầu độc cyanua. Người gần nhất bị đầu độc là một người cháu trong gia đình được cơ quan công an xác định nghi phạm chính là cô ruột nạn nhân. Qua lời kể của hàng xóm, mặc dù trước đó nhà có nhiều người qua đời, nhưng người phụ nữ này không có biểu hiện đau buồn, khóc lóc và vẫn đi ăn sáng, nhậu nhẹt bình thường. Sáng ngày 5 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai về tội giết người. Theo điều tra, tháng 6 2024, anh NHBT, 18 tuổi, cháu ruột Bích bất ngờ bị hôn mê nên được đưa lên điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Qua chẩn đoán, bệnh viện nghi vấn bệnh nhân này bị nhiễm chất độc cyanua, một chất kịch độc, nên thông báo cho gia đình và yêu cầu trình báo công an. Làm việc với cơ quan chức năng, người phụ nữ này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an xác định do mâu thuẫn sinh hoạt với các thành viên trong gia đình nên Bích đã mua cyanua đầu độc cháu ruột là anh T. Đáng nói, trong vòng 8 tháng qua, nhà bà Bích liên tiếp có 5 người tử vong bất thường. Trong đó có chồng và con của Bích. Những người tử vong đều có các triệu chứng liên quan giống nhau như ngưng tim, rối loạn nhịp tim. Trước khi qua đời bị nôn ói, nhức đầu, chóng mặt. Trước sự việc trên, bà Nguyễn Thị Hương, 41 tuổi, sống cạnh tiệm bán cơm khoảng 200m cho biết, mọi người quá sốc khi biết Bích là nghi phạm đầu độc cháu ruột. Bà Hương kể, khoảng tháng 10-2023, ông T, sinh năm 1985, chồng Bích, sau 8 lần đi viện điều trị với các triệu chứng, tức ngực, đau tim, đã qua đời. Người dân địa phương trong giáo xứ Bắc Minh đã đến chia buồn cùng với gia đình Bích. Mọi người xem sự ra đi của T như là số trời đã định. Khoảng 2 tháng sau, ông Nguyễn Văn Hải, cha Bích cũng đột ngột qua đời với triệu chứng, tức ngực, đau tim, nôn ói giống hệt con rể. Một lần nữa, người dân địa phương cũng vô cùng xót xa, đến chia buồn cùng với gia đình Bích. Mọi người cũng không thấy lấy gì làm lạ bởi vì ông Hải từng có tiền sử bệnh tai biến. Thế nhưng trong khoảng 1 tháng, bé M con ruột chị Bích bất ngờ đau bụng, tức ngực dữ dội, gọi xe đi cấp cứu đưa vào bệnh viện, bé M đã không qua khỏi. Lúc này, người dân địa phương bắt đầu hoài nghi vì sao gia đình ông Hải liên tục có người tử vong trong thời gian ngắn. Người hàng xóm này cho biết thêm, xuyên suốt thời gian diễn ra tang lễ của con trai, Bích không có biểu hiện đau buồn, khóc lóc. Chôn cất con xong, Bích vẫn đi ăn sáng, nhậu nhẹt bình thường. Bà Hương kể lại với vẻ thất thần. Bích nói con trai có gen di truyền giống cha, phát bệnh và qua đời giống cha nên không có gì bất thường. Chia sẻ về vụ việc, ông T, 51 tuổi, ngụ địa phương cho biết, khi đứa cháu ngoại và cháu nội ông Hải tiếp tục qua đời, người dân địa phương bắt đầu kinh hãi. Họ không hiểu vì sao trong thời gian chưa đến một năm mà có đến 5 người trong gia đình ông Hải qua đời liên quan vấn đề tim mạch, nổ nói. Và mặc dù nhà có nhiều người qua đời như vậy, nhưng mọi người thấy Bích không bộc lộ nhiều cảm xúc khi đi ra đường. Bích vẫn tiếp tục bán cơm trưa, đi ăn nhậu vào buổi chiều như không có chuyện gì xảy ra. Ông T kể lại với vẻ mặt bàng hoàng. Có hôm tôi hỏi Bích là nhiều người trong nhà tử vong như vậy có sợ không? Bích nói cô đi xem bói và thầy cho biết sẽ có nhiều người trong nhà qua đời nữa. Còn theo chị L, người sống sát nhà nghi phạm cho hay, Bích này là người ăn nói khôn khéo, thường hay chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội. Trước khi bị bắt vì liên quan vụ đầu độc cháu ruột, Bích cũng hay vay mượn người trong xóm. Chính chị L cũng có lần cho Bích vay tiền. Chị L kể thêm, ở sát bên nhà nên tôi sợ lắm. Hai ngày trước khi bị bắt, Bích còn sang quán của tôi ngồi. Dù trước đó cả chồng và con trai đều qua đời, nhưng phản ứng của Bích khá bình tĩnh. Chị L cũng cho biết Bích không gây gổ hay có mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên, từ sau khi chồng chị Bích là anh T qua đời, người dân trong xóm có nghe tin đồn người này thiếu nợ số tiền lớn. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Thị Hồng Bích đã khai nhận hành vi đầu độc cháu ruột. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch cho biết vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ nên chưa thể thông tin cụ thể. Còn người thân của cháu T, người đang điều trị tại bệnh viện do trúng độc cyanua cho biết hiện không thể trả lời để công an điều tra cung cấp.
Vụ việc khiến dư luận không khỏi xôn xao và bàng hoàng trước những thủ đoạn đầu độc người thân một cách lạnh lùng của nghi phạm. Liệu rằng nguyên nhân tử vong của những người trong gia đình Nguyễn Thị Hồng Bích trong một năm qua có điều gì uẩn khúc cần được làm sáng tỏ? Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc. Mọi thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video sau. Vụ cô gái bị bắn ở Hà Nội, nghi phạm thứ hai ra đầu thú. Bên cạnh vụ án đầu độc bằng cyanua gây rúng động dư luận, cư dân mạng cũng dành nhiều sự chú ý tới vụ việc thiếu nữ 22 tuổi ở quận Long Biên, Hà Nội bị bắn tử vong khi đi dự sinh nhật bạn. Chiều ngày 5 tháng 7 mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo kết quả điều tra về vụ việc. Theo đó, đến 18 giờ ngày 5 tháng 7, đối tượng Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, ở phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã đến phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đầu thú về hành vi tham gia dùng súng bắn tử vong cô gái trẻ ở quận Long Biên. Như vậy, tính đến thời điểm trên, hai trong số ba nghi phạm của vụ án đã bị bắt giữ. Nghi phạm đang bị bắt giữ là Vũ Thành Quang, sinh năm 1994, ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hiện nay, Công an thành phố Hà Nội đang truy bắt là Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, ở Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Liên quan đến vụ việc, trước đó vào sáng ngày 3 tháng 7, Công an thành phố nhận được tin báo một phụ nữ bị bắn tại địa bàn quận Long Biên. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Qua xác minh, danh tính nạn nhân là TQH, sinh năm 2002, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định khoảng 19:30 ngày 2 tháng 7, chị H cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Khoảng 1 giờ ngày 3 tháng 7, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại tổ 3, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang và Đinh Xuân Sáng cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị H đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng. Về đến nhà, Sáng và Quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bực tức rồi gọi cho Nguyễn Xuân Đạt dù đi gây gổ với nhóm của chị H. Cả ba lên xe ô tô mang theo súng, kiểu súng bắn đạn bi. Quay lại quận Long Biên, khi gặp nhóm chị H, Sáng bảo dừng lại nói chuyện nhưng nhóm chị H bỏ chạy. Sáng điều khiển xe ô tô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở chị H. Sáng dùng súng bắn về phía nhóm chị H bị trúng đạn vào chỗ hiểm, sau đó tử vong. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 7, các đơn vị công an Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Vũ Thành Quang tại tỉnh Nam Định khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, công an thành phố yêu cầu đối tượng Đinh Xuân Sáng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đặc điểm đối tượng có sử dụng ô tô Hyundai Accent màu trắng, biển kiểm soát 90A18039 để di chuyển. Đề nghị người dân cung cấp thông tin cho Công an thành phố Hà Nội qua các trang Facebook Công an thành phố Hà Nội và các hình thức khác. Các trường hợp che giấu, bao che, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Điều tra vụ phát hiện nhân viên cây xăng tử vong trong bồn nước sau 3 ngày mất tích. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Chiều ngày 5 tháng 7 mới đây, người làm trong cây xăng TT trên địa bàn thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam ngửi thấy mùi hôi nên đi tìm nơi phát ra mùi hôi, rồi tá hỏa phát hiện một nam nhân viên đang phân hủy trong bồn nước. Nhận được tin trình báo, công an xã Tân Thuận đã đến bảo vệ hiện trường và báo công an Hàm Thuận Nam để khám nghiệm điều tra vụ việc. Theo người dân cho biết, nhân viên này tên là V, khoảng hơn 30 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thị xã La Di, Bình Thuận. Cách đây 3 ngày không thấy anh V đến làm việc nên chủ cây xăng đã báo cho gia đình biết để cùng tìm kiếm và báo việc mất tích của anh V với chính quyền địa phương. Gia đình và doanh nghiệp đã tìm kiếm khắp nơi nhưng bất thành. Người nhà anh V cũng đã nhận tư trang để tại cây xăng đem về nhà. Đến chiều ngày 5 tháng 7 thì phát hiện anh tử vong trong bồn nước sau cây xăng. Công an đã phải đập hồ chứa nước mới có thể đưa nạn nhân ra ngoài. Nạn nhân mặc quần dài màu xanh, không mặc áo và đang trong giai đoạn chuẩn bị phân hủy. Hiện vụ việc vẫn đang được công an huyện Hàm Thuận Nam điều tra làm rõ. Xin làm nhân viên quán karaoke, bé gái sinh năm 2011 bị bán qua nhiều người. Tiếp tục chương trình là thông tin liên quan đến vụ việc một bé gái sinh năm 2011 bị lừa bán qua tay nhiều người ở Phú Thọ. Nhận được tin tố giác từ gia đình cháu bé, cơ quan công an đã lập chuyên án và tiến hành giải cứu cháu thành công từ tay kẻ buôn người. Ngày 5 tháng 7, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Công an huyện Đoan Hùng vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam nhiều đối tượng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Trước đó, ngày 5 tháng 6, Công an huyện Đoan Hùng nhận được đơn tố giác của người nhà cháu LTTM về việc cháu M, sinh năm 2011, trú xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, bị Nịnh Quốc Triệu, trú tại xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang,
đang làm quản lý nhóm nhân viên phục vụ quán karaoke trên địa bàn huyện Đoan Hùng đưa đi nhưng không biết đi đâu. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng tập trung đấu tranh, làm rõ. Qua khai thác đối với Nịnh Quốc Triệu, cơ quan công an xác định do quen biết với cháu M từ trước và biết Triệu hiện đang làm quản lý cho nhóm nhân viên phục vụ quán karaoke, nên cháu M đã nhắn tin cho Triệu xin làm nhân viên phục vụ quán và được Triệu đồng ý. Tối 25 tháng 5, Triệu thuê xe đón cháu M về xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng. Tuy nhiên do cháu M còn ít tuổi nên không được nhận vào làm. Tại đây, Triệu đã liên hệ qua Facebook với một đối tượng tên Dũng ở thành phố Bắc Ninh, thỏa thuận bán cháu M cho Dũng với giá 5 triệu đồng. Sau đó, Dũng đi xe máy lên đón M, nhưng đưa đi đâu thì Triệu không rõ. Căn cứ tính chất của vụ án, lãnh đạo Công an huyện Đoan Hùng đã chỉ đạo xác lập chuyên án, truy xét để tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ. Với sự hỗ trợ của các thành viên ban chuyên án, chỉ trong một thời gian ngắn, ban chuyên án đã làm rõ. Sau khi mua cháu M từ Triệu, Dũng đã bán cháu M qua nhiều người, ở nhiều tỉnh thành khác nhau để làm nhân viên phục vụ quán karaoke. Từ các căn cứ thu thập được, ngày 13 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đoan Hùng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng, gồm Nịnh Quốc Triệu 20 tuổi, Trần Đức Trưởng 24 tuổi, trú tại huyện Sa Bình, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Đức Tuấn 58 tuổi, trú tại xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, Lý Văn Xuyên 23 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Lò Thị Phương 25 tuổi, trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Tiếp đó, ngày 25 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đoan Hùng tiếp tục khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Dũng, 18 tuổi, trú tại xã Kim Tân, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, cũng với tội danh trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đoan Hùng đã sử dụng các biện pháp tìm được cháu M tại Lào Cai, bàn giao cho gia đình đảm bảo an toàn. Ngày 5 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Ngon, sinh năm 1977, ngụ huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, mức án tù chung thân về tội giết người. Theo cáo trạng, vào năm 2016, Ngon và chị Quy, ngụ huyện Vĩnh Thuận, sống chung như vợ chồng. Khoảng tháng 3 năm 2023, Ngon nổi ghen khi thấy chị Quy nhắn tin và gọi điện nói chuyện tình cảm với người khác. Ngon bỏ đi thuê nhà trọ ở. Tháng 4 năm 2023, chị Quy đi về quê ở Nam Định chơi thì có đưa chìa khóa tủ sắt cho Ngon giữ. Và ngày sau, tức ngày 20 tháng 4 năm 2023, chị Quy từ Nam Định về một nhà nghỉ là cơ sở kinh doanh của chị ở huyện Vĩnh Thuận. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Ngon đem theo dao đến nhà nghỉ rồi vào trong phòng ngủ của chị Quy. Cả hai xảy ra cự cãi, Ngon xô chị Quy ngã xuống giường rồi dùng dao đâm nhiều nhát. Sau đó Ngon khóa cửa phòng lại rồi lên xe chạy trốn đến phía sau vườn chuối, cách nhà chị Quy khoảng 200m. Ngon uống chai thuốc diệt cỏ. Sáng hôm sau, Ngon vào nhà một người dân khai nhận hành vi của mình. Công an sau đó đã đến bắt và đưa Ngon đi cấp cứu. Phần chị Quy được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Ngoài mức án chung thân, Ngon phải bồi thường hơn 300 triệu đồng cho gia đình bị hại. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 5 tháng 7 tại km 200 cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, đoạn qua xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận, Bắc Bình Thuận. Xe khách dừng nằm mang biển kiểm soát 78B00418 do TVB điều khiển hướng Nam Bắc. Khi đến địa điểm trên thì tông vào đuôi xe đầu kéo chở sắt lưu thông cùng chiều phía trước, cú tông làm phần đầu xe khách bể nát bẹp dúm. Phụ xe TXL sinh năm 1992 ngụ Phú Yên ngồi ở ghế phụ gần cửa lên xuống tử vong tại chỗ. Một số hành khách bị xe sát được đưa đến bệnh viện băng bó. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cục cảnh sát giao thông cùng đơn vị tuần đường đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Các xe ô tô xếp hàng dài di chuyển chậm qua vị trí tai nạn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Bắc Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra vụ tai nạn. Đến 1 giờ ngày 6 tháng 7, việc khám nghiệm hiện trường hoàn tất và xe cẩu cứu hộ được huy động đến hiện trường để cẩu xe khách giường nằm bị tai nạn rời khỏi hiện trường. Hôm nay mùng 5 tháng 7, trong khi đồng bằng Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm phổ biến không mưa, thì khu vực Tây Bắc Bộ khả năng vẫn có mưa dông trong chiều tối và đêm nay. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cung cấp một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm mùng 5 tháng 7, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 7, thời tiết phổ biến nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất khoảng từ 34 đến 35 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày mùng 9 tháng 7, khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình khả năng có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nền nhiệt tiếp tục tăng, mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C.
Báo Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật dự báo thời tiết đáng chú ý ở các khu vực trên cả nước trong những ngày tới. Tình hình cháy diễn ra liên tục trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa đã triển khai công nghệ phòng cháy chữa cháy thông minh bằng hệ thống báo cháy tự động kết nối không dây trên địa bàn toàn quận, bước đầu nhận được sự đồng thuận cao của người dân và doanh nghiệp. Được giới thiệu về giải pháp phòng cháy chữa cháy mới này của Viettel với đặc điểm chính là hiện đại, kết nối không dây, tốc độ truyền tin rất là nhanh thì tôi khá là ấn tượng. Tại vì tôi là người thuê nhà ở đây thì chúng tôi sẽ phối hợp với chủ nhà để tiến hành là thứ nhất là cùng vận động các tầng khác và cùng tham gia lắp đặt thiết bị này để có thể là thiết bị được hoạt động đồng bộ nhất của toàn bộ tòa nhà và an toàn nhất. Nên là vừa rồi thì khi mà có trên địa bàn quận có chủ trương lắp đặt các cái hệ thống báo cháy tự động như này thì chúng tôi cũng đồng ý và đề nghị là lắp đặt luôn tại công ty. Sau khi lắp đặt xong thì về cơ bản chúng tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Để triển khai mô hình báo cháy không dây, Ủy ban Nhân dân phường Thổ Quang, quận Đống Đa đã tổ chức phổ biến hướng dẫn tại từng nhà, chung cư mini, nhà cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Tính đến nay thì đã có hơn 130 cơ sở, cam kết sẽ thực hiện việc lắp đặt các hệ thống báo cháy không dây, truyền tin tự động. Từ đầu tháng 7 cho đến nay đã triển khai việc lắp đặt các hệ thống báo cháy đối với các cơ sở trên thì cũng đã có hơn 10 cơ sở lắp đặt các cái hệ thống cảnh báo cháy không dây. Qua sơ bộ nắm bắt tình hình thì chúng tôi cũng thấy rằng là người dân rất là ủng hộ cái chủ trương chính sách lắp đặt những cái hệ thống thiết bị báo cháy thông minh như thế này, bởi vì nó cũng đảm bảo được cái tính mạng và tài sản của người dân. Bà Giang cho biết thêm, phường sẽ tích cực tuyên truyền vận động người dân liên kết thực hiện lắp đặt hệ thống báo cháy tự động để các thiết bị có thể vận hành tối ưu như một mạng lưới tổ liên gia trong cảnh báo phòng cháy chữa cháy. Vài năm trở lại đây, nhóm ngành báo chí truyền thông luôn nằm trong top những ngành học hot với điểm đầu vào cao chót vót. Ngành học năng động, phù hợp với đam mê, cơ hội việc làm rộng mở là những lý do khiến nhiều sĩ tử lựa chọn ngành học này. Em vừa thi lớp 10 xong thì em đã tìm xem là ngành gì phù hợp với bản thân mình rồi, và cá nhân em thì em là một người gọi là thích xê dịch và em chọn cái khối ngành báo chí truyền thông để mình có thể làm được những cái điều mà liên quan đến với cái mong muốn của mình thay vì những ngành khác ví dụ như là kinh tế, bởi vì em không có thế mạnh quá nhiều về phần con số. Đối với em ý, thì là cái ngành truyền thông nó khá là đa dạng và rộng, thế nên là khi mà đặt nguyện vọng một của mình là ngành truyền thông, thật ra nó cũng có nhiều rủi ro. Tuy nhiên thì em mong muốn được tìm hiểu về những cái vấn đề trong xã hội, hay là đơn giản hơn là em muốn được hòa mình vào cái thế giới, cái nhịp chuyển xã hội hiện nay. Lý giải về sức hút của nhóm ngành này, nhiều thầy cô cho rằng lĩnh vực báo chí truyền thông đang ngày càng có sức ảnh hưởng trong xã hội. Đồng thời, sinh viên theo ngành này tại các trường đại học cũng sẽ được đào tạo nhiều kỹ năng để thích ứng với sự thay đổi từng ngày của các phương tiện truyền thông trong thời đại số. Đối với cả truyền thông báo chí thì thực ra là một cái ngành trong khối xã hội, nó vẫn luôn là một ngành hot. Vì sao lại như vậy? Vì là khi mà các bạn ấy ra trường, các bạn ấy góp rất là nhiều những cái sức của mình cho những cái lĩnh vực khác nhau ở trong cuộc sống, ở những cái cơ quan báo chí, ở những cái công ty truyền thông, những cái doanh nghiệp khác nhau, mà nó lại kết hợp với cái việc là sự hiện đại của xã hội hay là công nghệ bùng nổ nữa, thì nó lại càng khiến cho truyền thông báo chí có được cái sức hút của mình. Vì là bây giờ rất nhiều các cơ quan báo chí họ thức thời, họ có cái sự bùng nổ của mình trong cái việc kết hợp với công nghệ số, thì là thu hút được cả những cái bạn trẻ hơn tham gia vào ngành nghề và quyết định là thi tuyển, xét tuyển vào ngành nghề đó. Năm 2023, nhóm ngành báo chí truyền thông của nhiều trường đại học hot đều lấy mức điểm chuẩn cao chót vót, trong đó ngành truyền thông đa phương tiện Học viện Báo chí và Tuyên truyền lấy điểm chuẩn lên tới 28,68 điểm, tức trung bình thí sinh phải đạt trên 9,5 điểm một môn mới có thể đỗ.